Dạ con kính chào quý cô chú, ngày mới bình an, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui hết quý cô chú. Thì hôm nay cũng như thường lệ, mình lại tiếp tục ghé lại vườn bonsai huy hoàng của quý cô chú ơi, của chị Diệu Huy, để mình giao lưu hết quý cô chú ơi. Thì rất mong quý cô chú xem và ủng hộ cho chị ha. Hôm nay về một số cây khá là độc đáo luôn, có sơ ri, có sung, có khế, nói chung là đa dạng, sam ha, sam trắng, phớt hồng. Nói chung là chị cũng tuyển lựa những cái cây bonsai đẹp để giao lưu cùng quý cô chú. Rất mong quý cô chú yêu mến và ủng hộ cho nhà vườn ha. Rồi em chào chị Huy ơi. Dạ em chào anh Khánh. Em mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh Bonsai Lực Tỉnh Miền Tây. Dạ. Hôm nay bonsai Huy Hoàng nhà em tiếp tục giao lưu cùng cô chú anh chị ha. Em có nhiều loại cây ăn trái lắm ạ. Gồm có me, có khế, có sung, rồi có nguyệt quế rồi ha. Cô chú anh chị, em thì ở quận Hóc Môn, thành phố Cần Thơ. Và số điện thoại của em là 0939081082 ạ. Dạ. Hôm nay em giao lưu cùng với cô chú anh chị là mã ép ạ. Này. Và dạ. Cây đầu lai của bonsai Huy Hoàng ngày hôm nay mã 1F, đây là một cây sung hết cô chú anh chị. Này. Sung này là nó có chuỗi trái rồi đó cô chú anh chị ơi. Cây cái gốc rất là đẹp luôn, cốt dạ, cành dạ. Lớn ạ. À. Đó, gốc nhìn rất là quái ha cô chú, nhìn dạ. Phía dưới lên nè. Để em đo thông số cho cô chú anh chị rõ ha. Cây có chiều cao lên đây là được 39 ạ. À. Có tán ngang là được 44. Tổng tán dài em đo từ đây qua đây là được 69 ạ. Dạ, cây cốt chì nữa là đều. Đó. Tổng cái củ là được 49. Đây, em đo một cái thân cho cô chú anh chị rõ ạ. Dạ quanh thân là được 22 ạ. Dạ. Cốt lớn lắm rồi cô chú anh chị ha. Tay cành đều đều, cây ấm tàn hết luôn rồi ạ. Đặc biệt là liên lạc chị ha, không có mặt cắt không gì hết trơn hả chị ha? Không có bị lỗi, không có bị gì hết luôn á. Cây rất là liền lạc. Để em đo cái cốt lớn cho cô chú anh chị ước được độ lớn của cây ha, là ngay 11 luôn ạ. Rồi cái ngọn là 11 luôn cô chú. Rồi mã này là mã 1F ha cô chú anh chị. Cây sung này em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 1,7 triệu ạ. Dạ. 1,7 triệu em bao ship và em không có ship chậu. Về cô chú anh chị sang chậu vô giùm em ha. Cây này rất là đẹp cô chú anh chị, nhìn mặt nào cũng đẹp hết, cây liền lạc hết luôn nè. Dạ. Tụi em phơm tàn thì ấm hết, tụi em đã vô dây hoàn thiện, mình về chỉ cần sang chậu là chơi thôi. Cây này là nó có chuỗi trái rồi, nó sẽ cho trái ha. Dạ rồi. Rồi em xuống cây luôn ạ. Rồi đổi luôn. Dạ, tới seri chị ha. Dạ, tiếp theo là mã 2F, bữa nay em được một cặp seri á cô chú anh chị. Seri này thì seri miền Tây á, cho trái nó chua chua ngọt ngọt ha. Dạ. Và những mấy cây này là những cây sữa thân đó cô chú anh chị. Đây, thân rất là quái luôn. Có đế luôn ạ. Để dạ. Em đo thông số cho cô chú anh chị rõ ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 32 ạ. Chi cành già của cô chú. Tán dài từ đây qua đây là được 52 ạ. Em đo cái hoành thân ngay chỗ này được 12 hết cô chú anh chị. Rồi, hoành củ đế đây là được 25 ạ. Đó. Cây cốt cành cũng lớn hết cô chú anh chị. Tàn thì nó ấm rồi nè. Mấy cây seri này á là nó cho trái hết rồi nè. Bây giờ nó lên chậu hết cô chú anh chị. Trồng một thời gian nó có sức ha. Nó sẽ tiếp tục cho trái ạ. Nó có bông giống như hồng gặp mai vậy đó cô chú anh chị. Dạ. Mã này là mã 2F ha. Cây seri này thì em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 1,2 triệu ạ. Đó, 1,2 triệu em bao ship cho mình luôn ạ. Dạ rồi. Rồi đổi giúp em luôn. Em xuống cây luôn ạ. 1,2 triệu thôi cô chú ơi. Dạ, tiếp theo là mã 3F cũng là một cây seri nữa cô chú anh chị ơi. Những cây seri của em ha, em lựa những cây đẹp đẹp dáng quái để về giao lưu cùng cô chú anh chị ha. Để em xây một vòng cho cô chú anh chị nhìn rõ tổng thể cái cây hơn ạ. À. Cái tàn nó ấm mịn lắm luôn ạ. À. Mã này là mã 3F. Em đo thông số, cây có chiều cao lên đây được 34. Tán dài em đo từ đây qua đây là được 67 á cô chú anh chị. Này. Yeah. Rồi cái hoành thân đi ạ. À. Hoành thân là ngày gần 15, em tính 14 thôi ạ. À. Rồi cái cây này nó có cái hoành cũ ở dưới đây là được 20 á cô chú anh chị. Đó. Mã này là mã 3F như cây này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị với giá là 1,2 triệu. Đây, 1,2 triệu. Cây này cái đường thân nó lắc lượng hai nhịp hết cô chú anh chị. Cốt cành lớn luôn. Đây. Cái nào mà không rõ thì cô chú anh chị cứ liên hệ số điện thoại của em 0939 081 082 để em cung cấp thêm hình ảnh nhé cô chú anh chị. Mã này là mã 3F nè. Dạ. 1,2 triệu luôn ạ. Rồi. Rồi em xuống cây luôn ạ. Oh, hàng rất là quái nha quý cô chú. Dạ, tiếp theo là mã 4F. Em có một cây me chua hết cô chú anh chị. Đây. Yeah. Me này me chua nó cái củ nhìn rất là quái luôn cô chú anh chị. Cốt cành cũng lớn ha. Để em đo thông số ạ. Dạ, cây chiều cao lên đây là được 44 ạ.
cái tán dài là được 62 hết cô chú anh chị. Này, dạ hoành hăng là được 14 ạ. Dạ rồi. Cái củ đặc lắm đó cô chú anh chị, hoành củ là được 41. Này. Dạ. Nguyên một cái củ đặc luôn nè, không có bị bọng chỗ nào hết cô chú anh chị ơi. Đó, nó sắn 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 giống như một con ốc vậy ha. Cốt cành thì lớn luôn, phơm tàn ngắm mịn. Mã này mã 4F nha cô chú anh chị. Cây me chua này em sẽ giao lưu với cô chú anh chị với giá là 1.3 triệu. 1.3 triệu thì em bao ship cho cô chú anh chị luôn. Cây tới thì cô chú anh chị được quyền kiểm tra hàng, nhận cây rồi thanh toán giùm em ha. Dạ rồi. Này, rồi em xin phép xuống cây luôn ạ. Rồi. Dạ, tiếp theo là mã 5F. 5F đây là một cây ổi tàu siêu trái nha cô chú anh chị. Cái lô ổi nhỏ thì em hết rồi, bây giờ em có ổi lớn nha. Rất mong cô chú anh chị mua ủng hộ em ạ. Mã này là mã 5F ạ. Này rồi. Em sẽ đo thông số ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 54 ạ. Dạ. Có cái tán dài từ đây qua đây được 60 hết cô chú anh chị. Dáng này nó trực nó lắc ạ. Rồi, hoành thân là được 24 ạ. Đây. Dạ rồi. 24 ạ. Cây cái bản thân cây này là ở dưới đây nó còn đế nữa hết cô chú anh chị. Mã này là mã 5F ha. Cây ổi này nó đang có bông luôn nè cô chú anh chị ơi, có bông rồi nè. Đó. Dạ. Nhóm ổi này rất là dễ cho trái luôn á. Cô chú anh chị chỉ cần cắt đọt là cây sẽ cho trái à. Mã 5F cây ổi này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 1.3 triệu. 1.3 triệu em bao ship cho mình luôn ạ. Cây cốt lớn lắm đó cô chú anh chị, cây già cây nhiều ha. Dạ, dày xiết rồi. Luôn. Dạ rồi, rồi. Em xuống cây luôn ạ. Dạ. Rồi một cây. Dạ rồi, tiếp tục em sẽ lên giao lưu với cô chú anh chị nguyệt quế nha cô chú anh chị. Dạ. Đây nguyệt quế lá sắn mau chùm. Đây mã này là mã 6F, cây này là hai thân hòa quyện với nhau rất là đẹp luôn. Em đo thông số ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 54. Có cái tán dài từ đây qua đây là được 69 ạ. Hai thân cây gọng như chữ C với cô chú anh chị. Tổng hai thân là được 22 ạ. Ở dưới sát ở dưới đây nó lớn hơn hết cô chú anh chị là được 29 nè. Nó cây nó cũng có đế nữa nè. Mã này mã 6F ạ. Cây nguyệt quế này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 900.000. 900.000 em bao ship cho mình luôn ạ. Dạ. Mã này là mã 6F. Đây. Cô chú anh chị nhớ chú đúng mã giùm em hết cô chú anh chị. Cái nào mà mình chưa gõ thì cứ liên hệ số điện thoại của em ạ. Rồi, rồi đổi em luôn. Xuống cây luôn ạ. Dạ, tiếp tục luôn. Một cây nguyệt quế nữa cô chú. Dạ, đây cũng là một cây nguyệt quế lá sắn hoa chùm nữa nè. Mã này là mã 7F. Cây này thì rắn trực ha. Dạ. Cái đế thì nó nở luôn. Cây này đẹp lắm á cô chú anh chị. Cây già cây lắm luôn. Cây có chiều cao lên đây là được 57. Có cái tán dài từ đây qua đây là được 59. Cây này cho trái nhóc chơi là trái chín luôn rồi cô chú anh chị ơi. Về lặt bỏ trái à. Rồi hoành thân là được 19 nhé cô chú anh chị. Cái thân 19 mà cây này nó có đế đẹp lắm luôn. Hoành cũ em đo hạo như thế này đây là được 36 ạ. Dạ rồi. Đồng hồ là cái đế dưới đây đẹp lắm nha cô chú anh chị. Cái cũ dưới đây là được 36 nè. Cốt cành lớn rồi, phân chi rõ ràng ha. Mã này là mã 7F. Cây nguyệt quế này em giao lưu với cô chú anh chị với giá 1 triệu đồng ạ. 1 triệu đồng em bao ship luôn. Cây này nhìn đẹp lắm cô chú anh chị. Dạ. 1 triệu chú ơi. Dạ không chậu chị ha. Dạ, em đi ship chậu ạ. Dạ. Cây này đẹp. Rồi, dạ. Em xuống cây luôn ạ. Rồi, tiếp tục giúp em luôn. Dạ, tiếp theo là mã 8F nha cô chú anh chị. Đây cũng là một cây nguyệt quế lá sắn hoa chùm nữa nè. Đây, cây này thì già cây lắm luôn. Cốt lớn rồi cô chú anh chị ơi, tàn ấm mịn lắm luôn. Đế. Dạ, đế có đế nè. Nó tự tự như cây kia luôn chị ha. Cái dạ. Đế nó chạc ra. Cây có chiều cao lên đây là được. Đây là được 62 hết cô chú anh chị. 62. Cái tán dài là được 68 ạ. Dạ. Em đo ở hoành thân. Hoành thân ở đây là được 22 ạ. Đó, cái củ đế dưới đây lớn hơn đó cô chú anh chị. Để em đo cho cô chú anh chị biết ha. Đó, đo như thế này đây là được khoảng 30 á. Còn đây từ dạ. Đây là nó dài hơn nữa. Mã này là mã 8F ạ. Cây nguyệt quế này em giao lưu với cô chú anh chị với giá 1.2 triệu ạ. 1.2 triệu em bao ship luôn ạ. Cái cốt ha, em để ngón tay cho cô chú anh chị ước lượng nè. Đó, nó bằng ngón tay của em rồi nè. Mấy cái cốt phía trên đây thì nó sẽ lớn hơn nữa ạ. Dạ, mã này mã 8F 1.2 triệu hết cô chú anh chị. Nguyệt quế lá sắn hoa chùm ạ. Dạ, tiếp tục giúp em luôn. Em xuống cây luôn ạ. Số điện thoại của em là 0939081082 hết cô chú anh chị. Số đó cũng là số Zalo của em ạ. Dạ, tiếp theo là mã 9F. Bữa nay em được 4 cây linh sam song hình. Song hình nha cô chú anh chị. Cây này là linh sam song hình nè. Cây này cây gin ha. Dáng rất là quái luôn. Cây thì hiện đang cho ha luôn ạ. Dạ. Rồi để em đo thông số cho cô chú anh chị rõ ạ. Hai thân đuổi mà đổ luôn cô chú ha. Cây có chiều cao lên đây là được 31. Tổng cái tán dài em đo từ đây qua đây với cô chú anh chị là được 58 ạ.
Cây cốt cành lớn rồi, tụi em cũng đã đệm hai nước dây cho mình nè hết cô chú anh chị. Dáng đẹp lắm luôn ạ. Dạ hoành thăng là được 18 ạ. Ở dưới đây nó lớn hơn nữa hết cô chú anh chị, đồng thời nó có đế nữa. Cây này thì 850 ngàn em bao ship hết cô chú anh chị. Mã 9F ha, Linh Sam Song Hinh ạ. Rồi. Cây em lặt lá, nó đang nở hoa lai gai rồi cô chú anh chị ơi. Dạ, rất có duyên của cô chú. Rồi em xuống cây luôn ạ. Rồi tiếp tục một cây trắng phớt hồng hả cô chú? Dạ mã này là mã 10F ha. Một cây Linh Sam Song Hinh. Cây này thì hai màu đó cô chú anh chị ơi. Dạ. Màu ghim của nó là màu tím nè. Còn cái màu trắng phớt hồng này là ghép vô hết cô chú anh chị. Bây giờ nó nở hai màu luôn rồi. Cây có chiều cao lên đây là được 32. Có tán dài từ đây lên đây là được 54. Dạ rồi. Cây này cũng 850 ngàn em bao ship hết cô chú anh chị. Đây cái mặt sau ha, để em đo cái hoành thăng đi ạ. Hoành thăng là 19 hết cô chú anh chị. Đồng thời nó có đế nữa nè. 850 ngàn em bao ship luôn. Mã 10F. Một cây Linh Sam trắng phớt hồng ha, hai màu. Dạ rồi. Này là gốc Song Hinh ghép trắng phớt hồng ạ. Dạ. Rồi em xin phép xuống cây luôn ạ. Dáng đổ rất là đẹp. Đổ mà hai thân luôn. Dạ rồi, tiếp theo cây là mã 11F hả cô chú anh chị. Nó cũng là Linh Sam Song Hinh ghép trắng phớt hồng. Cây này thì có một màu thôi hả cô chú anh chị. Đây. Cây này thì nó trực hơn ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 41. Có tổng tán dài là được 55 ạ. Để em đo cái hoành thăng hết cô chú anh chị. Hoành thăng là được 19 á cô chú anh chị ơi. Này 19 dạ nha. Ở dưới đây cái gốc ở dưới đây nó lớn hơn á cô chú anh chị. Mã này là mã 11F ha. Cây này thì cũng 850 ngàn hết cô chú anh chị. 850 ngàn em bao ship. Cô chú anh chị mua một cặp em sẽ bớt cho mình 100 ngàn hết cô chú anh chị. Dạ. Cây đang nở hoa luôn, cây liền lạc không có lỗi gì hết à. Rồi, rồi em xuống cây luôn ạ. Dạ một cây trắng nữa của chú ha. Dạ rồi trắng mã này là mã 12F. Cây này cây trắng phớt hồng. Rồi cây này cây ghép nha cô chú anh chị. Cây cây này rất là đẹp luôn, đổ nhìn thấy nó liền lạc. Dạ. Rồi để em đo thông số ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 35. Có tán dài là được 50. Nói chung mấy cây này chị lựa cái đường thân đó rất là đẹp của cô chú. Cây có hoành thân ở đây là được 22 hết cô chú anh chị. Dạ. Mã này là mã 12F ha. Cây này là 850 ngàn em bao ship luôn hết cô chú anh chị. Cây dáng đẹp lắm rồi cô chú anh chị ơi. Mặt trắng phớt hồng rất là đẹp. Dạ. Dạ rồi, đổi giúp em luôn ha. Xuống cây luôn ạ. Dạ. Cái nào cô chú anh chị em gõ cứ liên hệ số điện thoại em hết cô chú anh chị. Rồi, tiếp tục là khế quái. Tiếp theo là mã 13F. Đây là khế chu em ghép với khế nhật hết cô chú anh chị. Rồi. Dạ. Cái cây này cái gốc nó thân nó rất là quái rồi nè. Dạ rồi. Cây đang ra lập non hết cô chú anh chị. Lập non lần này về nó có bông chích trái ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 37 ạ. Có cái tán ngang là được 44 ạ. Để em đo cái hoành thăng ngay chỗ này đi ạ. Hoành thăng ngay đây là được 27 nha cô chú anh chị. Dạ. Này, mã này là mã 13F nè. Rồi em đo tổng cái hoành đế từ đây lên đây ạ. Từ đây lên đây là được 42 ạ. Đây. Cây khế này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 800 ngàn nha cô chú anh chị. 800 ngàn em bao ship luôn. Mã này là mã 13F. Cây này em ghép 3 bo luôn. Đang những cây khế như thế này đây về nhà cô chú anh chị là sẽ cho bông cô trái hết à. Nó đang ra lọc non nhiều lắm cô chú anh chị an tâm về vấn đề trái ha. Rồi em xuống cây luôn ạ. Dạ tiếp tục luôn. Một cây khế quái nữa. Tiếp theo là mã 14F ha cô chú anh chị. Đây cũng là một cây khế nữa nè. Khế chu em ghép với khế nhật ha. Mã này là mã 14F. Một cái cây này nó to cô chú anh chị. Đây. Dạ. Vài ngày nữa nó ra lọc non là nó sẽ cho trái à. Cây có chiều cao lên đây là được 44 ạ. Có cái tán ngang ở đây qua đây là được 44 luôn cô chú anh chị. Đây. Rồi hoành thăng là được 23. Em đo cái hoành đế là được 40 nha cô chú anh chị. Mã này là mã 14F ha. Cây khế này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 800 ngàn em bao ship luôn ạ. Đây nó có một cái nhánh ở đây nó bị khô nữa. Cô chú anh chị cắt ha. Đây dạ. Mã này là mã 14F ha. Cây khế này 800 ngàn em bao ship luôn ạ. Cây này tàn nó ấm lắm rồi hết cô chú anh chị. Rồi em xin phép xuống cây luôn ạ. Rồi cây này quá dị nhất luôn rồi. Dạ tiếp theo là mã 15F đó cô chú anh chị ơi. Đây là một cây khế chua em ghép với khế nhật ha. Mà cái gốc khế chua này rất là quái luôn á. Cây này mà tàn nó ấm thêm một cái nữa là nó đẹp nhiều lắm hết cô chú anh chị. Đồng thời lọc non nó đang ra rồi nè. Cây có chiều cao lên đây là được 40. Có cái tán dài hết cô chú anh chị. Tán dài em đo từ đây qua đây là được 37 ạ. Dạ hoành thăng là được 19 ạ. Em đo tổng cái hoành đế hạo hạo như thế này đây được 45 hết cô chú anh chị. Đây em xây cho một vòng cho cô chú anh chị nhìn được cái gốc khế này nó rất là quái luôn. Cây này thì em ghép 3 bo.
ngay chỗ cái đuôi này là khế chua nguyên thủy hết cô chú anh chị. Ở đây là khế nhật, ở đây là khế chua nguyên thủy. Mã 15F này, cây khế này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 850 ngàn em bao ship nha. Cái này đẹp lắm cô chú anh chị, nữa nó ấm tàn là nó sẽ cho trái nhiều rất lắm luôn. Rất là quái cô chú ha. Rồi em xin phép xuống cây luôn ạ. Đổi giúp em luôn, cây này còn độc đáo nữa nè quý cô chú. Dạ, mã 16F cũng là khế chua ghép với khế nhật hết cô chú anh chị. Rồi cái góc này hai thân, hai dạ, cái thân nó hòa quyện với nhau, nhìn nó quái lắm cô chú anh chị ơi. Nó bền rễ nhau luôn. Cây có chiều cao lên đây là được 39. Có cái tán dài em đo từ đây qua đây là được 40 hết cô chú anh chị. Dạ. Yeah. Em đo tổng cái hai thân từ đây qua đây đi là được 34 nè. Đo sát gốc nha cô chú anh chị là được 50 ha. Rồi. Cây này rất là quái luôn, ghép nhiều bo. Cái thân bên đây là 3 bo, bên đây là 1 bo. Yeah. Hai cái này nó hòa quyện, nó dính với nhau hết cô chú anh chị. Mã 16F. Cây khế này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 850 ngàn luôn ạ. Dạ. Giá này rất là đẹp, ngủ nghỉ vậy hết cô chú anh chị. Cây đẹp nữa ạ. Dạ rồi, em xin phép xuống cây luôn ạ. Rồi, mình có mà chú Thủy lùng lực nha quý cô chú. Giống như dạ, những clip trước á. Tiếp theo là mã 17F hết cô chú anh chị. Bữa nay em được một cặp mai chú Thủy trung nu ha. Cây này thì lùng lực ha, cây này mình để bàn đi ạ. Dạ. Rồi, cây có chiều cao lên đây là được 18. Có cái tán dài là được 30. Bàn. Để em đo cái hoành thân ở đây. Hoành thân ở đây là được 19 nha cô chú anh chị. Dạ. 20 em tính 19 nè. Mã này là mã 17F ha. Cây này 550 ngàn em bao ship à. Đó, mai chú Thủy trung nu ha. Cái gốc nó to lắm luôn ạ. Về dạ, ép chậu để bàn có hoa thơm lắm nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi em xin phép xuống cây ạ. Cái tàn nó tròn xe như cái bánh in vậy. Dạ, tiếp theo dạ, là mã 18F. Như cái gốc này thì cũng là 550 ngàn em bao ship. Mua một cặp em bớt cho 100 ngàn nữa hết cô chú anh chị. Rất là dễ thương. Cây có chiều cao lên đây là được 20. Có cái tán ngang là được 30. Hoành thân ở đây là được 17 hết cô chú anh chị. Rồi, ở dưới đây nó sẽ lớn hơn ha. Em đo ngay cái eo này là 17. Mã 18F cây này cũng 550 ngàn luôn ạ. Dạ. Cặp mai chú Thủy này là cô chú anh chị nào mua một cặp em bớt 100 ngàn nữa còn 1 triệu ạ. Dạ rồi. Em xin phép xuống cây ạ. Dạ, tiếp theo là mã 19F. Đây là một cây đời trắng hết cô chú anh chị. Cây này thì em đã vô cái chậu mũ cho mình rồi nè, chậu nhựa ha. Cô chú anh chị mà chốt cây này thì em ship luôn cái chậu nhựa. Cây có chiều cao lên tới đây là được 24 ha, lên tới cái mặt cắt ở chỗ phôi là được 17 à. Cây này mình để bàn mini hết cô chú anh chị. Có cái hoành đế là từ đây lại đây là 41 à. Mã 19F cây này thì 400 ngàn em bao ship hết cô chú anh chị. Lâm dồ nè, hay còn gọi là cây đề trắng à. Cái này về mình sang chậu hết cô chú anh chị, mình gắn thêm tiểu cảnh rất là đẹp luôn à. 19F 400 ngàn ạ. À. Dạ rồi. Rồi em xuống cây luôn ạ. À. Tiếp tục. 20F một cây cần thân hết cô chú anh chị. Tại cây dạ, này nó cũ nó rất là quái luôn cô chú anh chị ơi, tàn nó ấm mịn luôn, cốt lớn rồi. Già lắm luôn ạ. À. Cây có chiều cao lên đây là 27. Có cái tán dài là được 40 ạ. À. Để em đo cái hoành cũ cho cô chú anh chị rõ ha. Rồi đo cái chiều như thế này dạ, đây là được 18 nè à. Cái cốt bằng ngón tay cái của em nè cô chú anh chị à. Đó, em nghiêng cho mình coi được cái cốt của cây nè. Cây này giống như một cái con nhộm vậy dạ. Rồi mã 20F cây này 500 ngàn nha cô chú anh chị. 500 dạ, ngàn em bao ship luôn ạ à. Liên lạc nha quý cô chú, đặc biệt là cây này nuôi từ nhỏ chị ha dạ, không mặt cắt không gì hết. Cây này già lắm luôn rồi đó cô chú anh chị. Rồi nó nu nu rồi em xuống cây luôn ạ à. Đổi luôn giúp em. Đây 21F nha cô chú anh chị, mã cuối clip hôm nay đây là một cây trào phúc ký nha cô chú anh chị, hay là gọi là bùm sụm á. Cây này là nuôi mấy năm rồi cô chú anh chị ơi, rất là già luôn. Đó, để em đo thông số ạ. À. Chơi cũng phong cách đó cô chú. Cây theo chiều cao lên đây là được 47 à. Em đo tổng cái tàn đổ từ đây xuống đây là được 33 ha cô chú anh chị. Này, còn tán ngang như thế này đây là được 24 à. Ôi, cây nó có một cây cũ ở dưới đây nè cô chú anh chị, cây cũ là được 16 ha, còn cái thân thì bằng ngón tay của em thôi ạ. À. Dạ. Đó, cái thân này bằng ngón tay thôi cô chú anh chị tham khảo ha. Cái dàn xương ở trong đây nè, cô chú anh chị tham khảo giùm em là nó già dữ lắm luôn ha. Mã dạ, này mã 21F. Cây này em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 700 ngàn ha. 700 ngàn em bao ship luôn. Cái dạ, chậu này em không ship nha cô chú anh chị, em bó bầu. Cây nó ở trong cái chậu này mấy năm rồi cô chú anh chị an tâm về vấn đề mà thuần chậu ha. Đó, dạ, trái nhiều lắm luôn ạ. À. Rồi, cây thành phẩm luôn rồi quý cô chú ơi. Dạ. Dạ. Đây là mã cuối clip của Bonsai Quy Hoàng ngày hôm nay hết cô chú anh chị. Em rất là chân thành cảm ơn tất cả các quý cô chú anh chị đã xem clip nhà em và mua cây ủng hộ em. Dạ. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây vào những clip sắp tới.
Em xin chào ạ. Dạ rồi, em chào chị luôn. Con cũng kính chào quý cô chú yêu mến. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho kênh Bonsai Lộc Tỉnh Thiên Tai nha quý chú. Con xin hẹn gặp lại.